Xin chào các bạn nha. Hôm nay nhà mình có làm cái món cá lóc khô chay nè các bạn. Đây mình có 6 khứa cá lóc chay. Trong một cái gói lớn mình mua đó các bạn. Mình sẽ có những cái gói nhỏ bên trong như vậy nè. Rất là lịch sự. Xíu nữa mình sẽ tháo cái bọc ni lông ra để mình kho ha. Thì mình sẽ ăn kèm với đậu đũa luộc ha các bạn. Đậu đũa nhìn tươi chưa? Rất là ngon. Đậu đũa vườn nữa các bạn. Thì ở đây mình có một ít hành lá nè, rồi hành tím nè, hành củ đó, rồi ớt, một chút nước mắm chay, bột ngọt và đường ha. Giờ thì mình bóc cái bọc ra và mình đem đi mình kho ha các bạn. Không cần phải rửa lại tại vì người ta đã làm sạch sẽ cho mình rồi. Mình chỉ cần rã đông cái cá lóc chay này là mình kho được các bạn. Giờ thì mình sẽ băm nhuyễn hành tím ra để mình cháy cho thơm mà mình kho cá ha các bạn.
thắng với nước dừa ngon quá. Các bạn nào mà không có thích xài nước màu thì các bạn xài nước tương cũng có màu như vậy. Tuy nhiên thì mình thích ăn nước mắm cay hơn là nước tương, nó sẽ thơm hơn. Mình xài cái chảo to như vậy nè để mình rải đều cá ra cho nó thấm nè các bạn. Mình xài cái chảo nhỏ quá thì nó không có đủ hết các bề mặt để cho cá nó thấm á, nó xếp chồng lên nhau nó không ngon. Mình kho giống như mình kho cá lóc bình thường vậy đó các bạn. Cái nào mà mình thấy ấy thì mình khô quá thì mình đổ tí nước vô cho thấm. Giờ nó sên sên kẹo kẹo lại nè. Xong rồi đấy các bạn, thì tắt lửa rồi mình ha. Lột đôi đũa nha các bạn. Thì món cá lóc kho tiêu của mình có thể ăn với rau luộc, rau củ quả luộc, món nào cũng ngon hết ha. Các bạn ơi, món cá lóc kho tiêu của mình đến đây là hoàn thành rồi. Mình sẽ xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau ha. Các bạn nếu yêu thích kênh của mình thì hãy ấn like và subscribe để đăng ký kênh, cũng như là ủng hộ kênh và xem những video mới nhất nha. Tạm biệt các bạn, bye bye.